lại thêm một cái mẫu đầm, có thể nói là đầm mà xây đà cũng có thể mặc y tế cũng được luôn nha các chị nha. Em đang mặc trên người là một cái mẫu đầm họa tiết hoa cực kỳ xinh xắn luôn. Cái màu này là màu xanh đen và cái họa tiết của nó là màu vàng. Rồi em lại gần cho các chị xem ha. Đây các chị có thể thấy rõ được họa tiết của nó đúng không? Và chất liệu là bằng vải lụa, nó sẽ có co giãn cho các chị. Em sẽ kết hợp với lại một cái chiếc nón để khi mà mình đi chơi nè, đi biển nè, thì em nghĩ là đội nón vô nó rất là xinh. Đúng không các chị? Nhìn dễ thương ha, mặc cái này đi biển cũng đẹp luôn. Tay của nó thiết kế là dạng như là tay bức phồng cho các chị nè. Cái vải này mình mặc vô rất là mát luôn. Và phần trên nó sẽ có một cái bo chung cho các chị. Đây các chị nhìn đây giữ chị nào, cái vòng ngực mình hơi lớn ha. Hoặc là 100 nè thì các chị mặc này vẫn cực kỳ thoải mái, không có vấn đề gì cả. Và ở phía bên hông nó sẽ có dây kéo cho các chị. Đầm em đang mặc trên người hiện tại thì nó có 3 màu, là màu xanh đen em đang mặc còn với 2 cái màu nữa. Thì chắc là em sẽ chuyển nhanh để bật mí cho các chị luôn là 2 cái màu còn lại là 2 màu nào ha. Rồi đợi em tí xíu nha. Rồi đây các chị ơi, bật mí cho các chị xem một cái màu tiếp theo nha. Đầu tiên thì em mặc là màu xanh đen họa tiết vàng. Và cái màu này là màu trắng họa tiết đỏ, hoa văn rất là dễ thương luôn các chị. Lại gần mọi người coi nè, em sẽ phối với lại một cái túi xách ha. Các chị có thể mặc cái này đi biển cũng được, đi tiệc cũng rất là xinh. Cũng như cái thiết kế màu đầu tiên, nó sẽ là cái tay bức phồng như thế này. Những chị nào mà có bắp tay nó sẽ che được luôn. Còn với những chị nào mà cái vòng một mình lớn thì cái bo chung ngay đây mặc rất là dễ chịu ha. Giờ ra phía sau thì nó sẽ có một cái hàng dây kéo bên hông. Và cái phần sau lưng thì nó sẽ có một cái hạt nút cho các chị nè, hạt nút ngọc trai ha, nhìn rất là xinh luôn. Đầm này thì các chị có thể mặc được khoảng từ 55kg đổ lại, 55 hoặc 57kg nha. Tại vì nó cũng có cái phần co giãn á. Bây giờ em chuyển lại màu cuối cùng. Thì màu cuối cùng bật mí cho các chị luôn là những chị nào thích sự nổi bật, em chắc chắn rằng là rất là thích cái màu đó. Rồi đợi em tí xíu nha. Và đây các chị, bật mí cho các chị xem luôn màu cuối cùng là màu đỏ. Thì lúc nãy có nói là chị nào mà thích những cái màu mình nổi bật nè, thì chắc chắn cái màu đỏ này sẽ làm các chị rất là ưng ý. Và em mặc trên người em cũng cảm thấy rất là thích luôn các chị. Màu đỏ mặc vô nhìn rất là trắng da ha. Màu đỏ và họa tiết màu vàng nhạt như thế này nhìn rất là xinh. Các chị có thấy kỹ cái họa tiết cái hoa không? Ba màu thì màu nào cũng là cái họa tiết hoa hết các chị. Và màu trắng nè, màu đỏ nè, màu xanh đen nè, màu nào cũng đẹp hết trơn. Những chị nào mà khoảng từ 55-57kg đổ lại thì các chị có thể mặc vừa cái đầm này ha. Form xòe nhẹ chữ A rất là xinh các chị. Che đầu gối cho những chị nào mà đầu gối mình có khuyết điểm thì mặc cái mẫu này vô che khuyết điểm nhiều lắm. Che được bắp tay nè, che được bụng nè và che được cái phần phía dưới của mình nữa. Rồi phía sau lưng đây các chị nha. Chị nào ưng màu nào thì nhớ gửi mã sản phẩm.